Hello, ông Dave đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay sẽ là một cái thể loại video mới ở trên kênh của mình. Đó chính là nó không phải là một cái video về tutorial phần mềm hoặc là một cái video về đời sống của một lập trình viên nữa. Và cái thể loại video này sẽ có tên là Dev Vlog. Video này nó sẽ là về sorting algorithm visualizer. Ok, thì đầu tiên nó là cái gì? Mình sẽ làm một cái trang web và mình sẽ cho các cái tính năng, ví dụ như là generate ra một cái array random từ một cho tới cái số lượng mà mình muốn. Ví dụ như bây giờ là mình sẽ mục tiêu của mình bây giờ ấy là sẽ đạt tầm 2000. Có nghĩa là các bạn có thể random ra một cái array. Các bạn sẽ có những cái tính năng sau. Ví dụ như là các bạn bấm generate thì nó sẽ generate ra một cái array random mới dựa trên cái size mà bạn đã chọn. Rồi các bạn có thể chọn cái loại thuật toán. Rồi các bạn bấm sort thì nó sẽ show ra cho các bạn là cái cách mà những cái cột nó di chuyển nó như thế nào. Thực ra thì cái thuật toán nó sẽ chạy nhanh thôi, nhưng mà các bạn cũng sẽ nhìn và các bạn hình dung sơ ra được là cái thuật toán nó chạy như thế nào bằng cách là mình visualize những cái cột lên và mình cho tụi nó sắp xếp lại nhé. Ra cà phê mình ngồi và mình bắt đầu mình làm việc thôi. Hẹn gặp lại mọi người sau ít phút nữa. Ok, thì cái hệ thống hiện tại bây giờ của mình ấy nó đang là như thế này. Có nghĩa là các bạn có thể chỉnh được size của cái của mình. Các bạn kéo thì nó sẽ regenerate lại nguyên cái list của chúng ta khá là nhanh đúng không? Và để mình giới thiệu sơ cho các bạn về cái code, đó chính là cái code ở đây nó mình đang làm ở cái version gọi là version đơn giản, và mình không có optimize quá nhiều. Có nghĩa là mình không có quá chú ý về cái convention hoặc là gì cả, mình chỉ làm cho nó chạy thôi. Thì các bạn có thể nhìn ở đây ấy, là mỗi khi mà mình check cái thằng sau, cái thằng ở đó, cái thằng ở vị trí hiện tại mà nó lớn hơn thằng vị trí phía sau, thì mình phải phải swap lại đúng không? Đó là cái cơ chế của thằng buffer sort. Thì trước khi mà mình swap ấy, mình sẽ gọi cái hàm prepare swapping step, có nghĩa là mình sẽ đổi cái màu của hai cái thẻ, đổi cái màu của hai cái item đấy thành màu đỏ. Ok, sau đó là mình tiến hành mình swap, sau đó là mình bắt đầu swap. Cái này là swap UI, cái phần này ấy là swap ở trên cái list, còn cái phần này á sẽ là swap ở trên UI, có nghĩa là thay đổi ở trên cái browser của chúng ta ấy.
Rồi đến đây là sẽ and swapping step, có nghĩa là khi mà mình chuyển sang màu đỏ, xong rồi mình swap, xong rồi mình chuyển lại màu trắng, đúng không? Chứ mình không thể để nó màu đỏ luôn được. Thì đấy là cái idea của mình. Nhưng mà nếu như bây giờ mà mình ở đây mà mình chạy cái bubble sort ấy thì nó sẽ không được. Và đây cũng là một cái vấn đề mà mình đã nói ở cái đoạn trước. Có nghĩa là JavaScript ấy, nó là single thread. Ok, nó là single thread, nên là khi mà JavaScript được chạy ấy, thì cái thằng browser nó sẽ không làm gì cả. Và nó sẽ chờ cho tới cái lúc mà thằng JavaScript nó chạy xong, thì khi đó cái UI nó mới bắt đầu nó update lại. Thì nhưng mà mình muốn một điều ấy, đó chính là ví dụ như mình đang ở như thế này và mình bắt đầu chạy cái sọt thì nó sẽ update liên tục cho mình luôn. Thì để mà các bạn xử lý cái việc này ấy, thì có một cách. Thực ra thì mình không biết là cái cách này nó có cái vấn đề gì không, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ có thể hoạt động được. Đó chính là thì khi mà các bạn muốn những cái hàm này nó chạy trong JavaScript và nó update cái UI lên ấy, thì các bạn phải làm như thế này. Đó chính là các bạn set time vào time handler. Các bạn chỉ cần có cái set time thôi, các bạn không có cần phải thời gian đó là bao nhiêu cả. Thời gian thì nó sẽ delay lại cái UI của các bạn thôi. Tương tự như vậy thì mình sẽ copy xuống cho nó nhanh. Copy dòng trên dòng dưới cho nó nhanh. Ok, thì sau khi mà mình thêm cái đống set timeout này vào ấy, thì mình expect là bây giờ nó sẽ chạy tốt và nó sẽ chạy ra UI. Ok, mình sẽ để nó vừa vừa thôi. À, cho dùng cái in-hand bubble sort chạy cho nhanh ha. Sort. Đấy. Có nghĩa là bây giờ nó đã lên được cái tia màu đỏ và nó update từng row cho mình luôn. Và mình có thể nhìn thấy được là cái thuật toán nó đang hoạt động như thế nào và nó chạy nhanh như thế nào. Ok. Cái get last unsorted list này ấy, có nghĩa là nó lấy cái list hiện tại, có nghĩa là nó lấy cái list mà trước khi mình bấm sort, nó reset lại cái list đấy, nó để vào đây để kiểu như là cho các bạn có thể so sánh được giữa những cái thuật toán nó hoạt động khác nhau thế nào. Ví dụ ở đây là mình xài, mình bật lại cái basic bubble sort này, các bạn xem thử là cái tốc độ của nó có khác nhau không, hay là enhance rồi mà nó cũng như nhau. Và cái idea của cái việc của cái basic bubble sort và cái enhanced bubble sort ấy là cái thằng basic bubble sort nó sẽ luôn luôn chạy hết chừng này item. Có nghĩa là ví dụ như đây mình có 576 item đúng không, là cái basic bubble sort này nó luôn luôn nó quét 576 item. Ok, 575, tại vì 75 vẫn còn bé với 76 rồi, thì luôn luôn nó quét 575 item và nó so sánh. Nhưng mà điều đó là không cần thiết, nên thành ra là cái thằng enhanced bubble sort ấy là nó sẽ có một chỗ gọi là cái biến count này, có nghĩa là cứ sau mỗi vòng lặp thì luôn luôn có một thằng, như trong cái video mà bubble sort mà nó nói, thì sau mỗi vòng lặp luôn luôn có một thằng nó vào đúng vị trí của nó, là cái thằng lớn nhất trong cái list còn lại nó sẽ vào đúng vị trí của nó. Thì mình sẽ cho cái biến count này nó tăng lên, và sau đó khi mà vào vòng lặp tiếp theo mình sẽ cầm cái length mình trừ đi cho biến count đấy, thì nó sẽ thuộc cái list, nó sẽ giảm bớt những cái item mà mình cần phải loop đi thêm một vậy. Cứ sau một vòng loop mình sẽ giảm đi một, thì nó sẽ giúp cho cái thuật toán của chúng ta nó nhanh hơn. Ok, thì đây chắc là cái phần 1 của video này. Mình nghĩ mình sẽ có thêm một vài cái video về cái sorting algorithm visualizer này, nhưng mà mình cần thời gian để mình implement những cái thuật toán sort khác.
chứ xài có một cái hai cái như thế này thì chưa release ra cho các bạn xài được. Ok, đây là cái video về devlog đầu tiên của mình. Nếu mọi người thấy thích những cái video như thế này ấy, thì hãy like và share giúp ông Dev nhé. Nếu mọi người có bất kỳ cái câu hỏi nào hoặc là mọi người cần tìm hiểu về bất kỳ những cái thông tin nào trong dự án này ấy, thì đừng ngại comment ở phía dưới hoặc là nhắn tin qua bên fanpage ông Dev Vui Tính nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. See you.